Việt Hương bị chê ngu khi giúp một chàng trai trong túi từng chỉ có 10.000 đồng. Nữ danh hài cho biết, chị chấp nhận mạo hiểm đầu tư cho sản phẩm hài của Hồng Thanh vì quá thương đàn em. Hồng Thanh, quán quân chương trình Cười Xuyên Việt 2017, gây ấn tượng nhờ cách diễn hài tươi mới, đa năng. Với gương mặt và vóc dáng gầy, nhỏ nhắn, anh thường được nhắc tới là bản sao của Hoài Linh. Sau gần một năm bước ra cuộc thi, anh đã có sản phẩm phim ngắn hài đầu tay Sài Gòn Anh Yêu Em. Rung rung xúc động trong ngày ra mắt 3 tập phim hài, quán quân Cười Xuyên Việt cho biết, kể từ khi tôi đứng ở bến xe chờ mẹ gửi tiền lên 200.000 đồng, tôi đã tự nhủ đó là lần cuối cùng xin tiền cha mẹ. Sau này có những lúc túi chỉ có 10.000 đồng, không đủ tiền sửa xe đạp, phải đi bộ 5-7 km. Nhưng tôi vẫn vượt qua nhờ quyết tâm muốn thay đổi cuộc đời của mình. Có được sản phẩm như ngày hôm nay là điều tôi không dám nghĩ tới. Hồng Thanh tâm sự thêm, một mình anh sẽ không làm được sản phẩm này mà nhận rất nhiều sự hỗ trợ từ danh hài Việt Hương. Ôm đàn em tình cảm, nữ diễn viên hài kể, khi cậu ấy mới đóng, đáng lẽ tôi chỉ đưa ra giá cách xê và sau đó đến quay rồi về. Nhưng chứng kiến sự đam mê của Hồng Thanh, tôi đã ngồi sửa kịch bản cùng với em. Tiếp đó, tôi quyết định đầu tư sản xuất cho dự án này. Nhiều người chê tôi lớn mà còn chê ngu khi đầu tư cho bạn trẻ như Thanh. Tôi biết làm sao lỡ mang tội mê trai đẹp. Việt Hương tiết lộ trong thời gian quay Sài Gòn Anh Yêu Em, chị luôn la mắng Hồng Thanh. Danh hài cho biết mắng chửi không phải vì ghét bỏ, mà quá lo lắng cho đàn em. Chị muốn làm sức ép lớn để Hồng Thanh cố gắng nhiều hơn. Và áp lực từ phim trường, Việt Hương khiến nam diễn viên phải vào viện, truyền nước biển 2 lần. Không ngủ được một giấc trọn vẹn trong 2 tháng, vất vả đấy nhưng tôi không sợ. Bước vào làm mới biết có được một sản phẩm khó khăn căng thẳng như thế nào. Nhờ đó, tôi biết mình còn hạn chế và thiếu sót gì, anh nói. Sài Gòn Anh Yêu Kem là một câu chuyện kể về Hạt Dẻ, một anh chàng bán kem hiền lành. Hạt Dẻ là nhân vật từng được khán giả yêu thích khi Hồng Thanh tham gia Cười Xuyên Việt. Theo nam diễn viên, kịch bản này không chỉ mang lại tiếng cười đơn thuần mà còn là một câu chuyện đẹp và thú vị về ước mơ của tuổi trẻ. Tình yêu của một cặp đôi thuộc hai thế giới cách xa nhau. Cả những mưu mô, toan tính, khó khăn mà bất cứ ai cũng phải đối mặt trong cuộc sống. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.